tới là gái là sáng cô đi là tới là gái nha, chẳng không nghe nó lên chút tí không có không biết. Mà vừa đó là sao mình cô như ở gần đây không? Cô thấy ị xèo mà cô không đi coi, nhìn tại vì ta thật á, có như công an qua thì bị gì cái nã này, có như ổng thật là cũng như là ở đi làm ăn ở đi đâu Trung Quốc hay là Điện Biên gì đó, bà đi làm ăn xa lắm. Okay. Bà con ổng mà điện về nó cha mẹ mất rồi, có như là cha khỏi qua, cái người điện mà đem về chết cũng mấy ngày rồi, con đem giả mà mẹ cho, cáo là cái ổng đâu có đi. Còn con nó mướn xe thùng gửi về, nó xe ba gác á, nó xe nhỏ đó, chở cái hồn luôn mà. Thế nhìn anh ấy, cô thấy nè, cái mà cái hộp đó, là có bốn người khiêng thôi. Chứ nếu mà thật sự là cái người chết thiệt đó là mẹ nó, ma nó đeo là con kia ông nổi luôn á. Có bốn người khiêng nè, rồi cái biết sao mà công an ấy không? Nếu đúng là bây giờ là người thân trong nhà đi mà nếu mà chết chị phải đi qua là phải bắt cậy ra luôn, thì liêm sẵn là không chịu ạ, bắt cậy ra coi có phải không, là phải chết như cái nghiệp gì, nó phải công an lại là mổ xẻ cho có dưỡng rồi không chơi gì. Mà không biết công an vô để coi chết gì vụ gì tại sao chết hả con? Ừ, cái này không có chị im ngu hả, em về công an bắt hiện lên nó đi lên nhà ổng ngay cái ngày hôm qua, ngay cái ngày đó là ngày chôn luôn á, là 2-3 ngày luôn rồi, ngay cái ngày đó là 10 giờ chôn đó, cái ông công an mới kéo chị chển, trời ơi đi quá trời cô đâu biết, ông chển đồi cãi ra hồn nó ra, ông chủ nhà ổng đâu cho cãi, người ta biết là có vấn đề người ta đâu có cho, ổng đâu cho, mà xây học đàng hoàng đám ma đàng hoàng đẩy đàng hoàng nha, mà đi tiền đàng hoàng luôn á. Hầu như là người con điện về nói với cha là mẹ chết rồi, tức như là cái người cha đó chắc cũng cũng không. Trai nó vậy mà mấy cô không biết cô ổng là thằng nào luôn á, cái bắt đầu cái công an nó cãi ra thì trong đó là 2 bao cát với cát đổ ở trong học rồi với cái bình bông với cái bao bông trời ơi. Bắt đầu công an là tìm Minh Bển rồi bắt chính bả rồi, là ngay ngày bữa chôn luôn á, là công an lại là cãi cái hồn nó ra là bắt chính bả kéo cái gì đó luôn, bả nói chồng bả không có liên can gì hết á, chuyện gì bà làm động chuyện động trời thiệt hả cô, hồi trước giờ mình cũng biết cái vụ đó chưa từng thấy qua không biết chưa, công an về bắt giữ bà giờ nhà đó không niêm hết luôn. Niêm phong hết hả, bởi vì nghe chuyện vụ mà nói thử lòng chồng gì cái vụ đó có không cô, có biết không hồi sớm mình nè có biết cô cũng gần cũng gặp cái già gần mấy người ở gần ta gần với mấy người tới coi gì ta gần đó dạ. Cái con trời ơi, người ta là ta chỉ thầu cũng thấy xe chạy ra dập cô đâu có biết á hả, như là kiếm bố cái lộ xe này không có xe chạy luôn chỗ nhà ông đó, đông người ta vô như ở đâu tưởng tập trung vô hết bến bạ đâu nó nghe là trời ơi mình ở đây như hay chứ nó lợi nhóc quá trơn luôn, mới nghe chuyện lạ mình tự nhiên vậy tự mình chết xong rồi làm đám gì nữa mà có chết chết đâu, chết giả, cái hồn giả, cái hồn như có bốn người kia. Ví dụ bây giờ này cô nói con đơn giản đây, ví dụ như cái người đó là thân nhân người đó chết đi cũng phải đi qua luyện con chưa cho bà thấy vô hồn, phải lời cãi hồn ra con người ta chết cái vụ nghiệp gì ở thì công an là nó có bệnh gì chết gì vì sao chết mình thương tích gì, nó phải đơn giản phải vô hồn đem gì tính đừng chắc người nhà nghĩ đơn giản ha, anh có chuyện này nó phức tạp hả cô? Tính là cũng có chuyện gì xảy ra đâu ha, nói như mình làm gì đó, không có chuyện gì đâu. Rồi xây học đạt qua. Về đây cô ở cũng tính ở đây đó gần không cô? Chỗ đây từ nhà cô cách đó gần không? Hả? Từ chỗ cô đây đó gần không? Gần. Ở trên đẹp nhà, tôi bên đà cô biết không? Con nãy con chạy lên xuống phải không? Dạ. Không, con tới con đi tới cầu hôm qua không được con quay lại. Cái bệnh viện không biết không? Từ chợ bệnh viện. Dạ, nghe chỗ đông đông thấy nhà đông đông đó. Ừ, trong nhà đông đông có cái thả chứ quá gặp nó sống á. Dạ. Ừ, cầu này cái cầu đi lên chút tại đó. Cái đó đó. Nhà ta có đất đai chứ. Mà ta lên phường được ta giàu rồi. Ở mình không biết gì làm nhà. Coi như là cũng ở trong xóm này cũng nổi tiếng hả con, giàu ha. Bây giờ là nó đã nói là kiếm cả chập mấy tỷ. Vừa đá không ta? Vừa đá được dữ dạy. Phải rồi.
cái chiếc phà. Vì là cô nói cái phà ngay trong cái bến đó, đó hả? Không phải, phà bà chạy về Cần Thơ, Trăng, rồi hồi đó, cách đó hồi đó một thời còn phà chứ có cầu á. Dạ. Phà bà hồi đó hợp đồng chị phà đó. Còn cha này, cha mẹ bà sao nghe hồi đó ổng với bà này, ổng này là cái dạng là ổng có vợ, ổng còn vợ mà bà với là quen ổng, mà ổng này phải bỏ vợ luôn á. Trời ơi. Ừ, là ở được hai đứa một đứa gì đó, con riêng bà một đứa, bà lấy năm mấy tuổi. Tính ra cái cô này cũng dữ hả con? Nói chuyện bé cây trên tay làm ăn mà con thấy là kinh tế kinh doanh dữ dằn luôn á, nhưng mà cái khéo người ta mà không biết gì. Ở sớm là nổi tiếng rồi ha. Nó phải nói cái con ta mà chưa nói, nó chỉ chồng vợ chồng con hiểu thôi, nó ra như miệng nói thì sao được, giấu á. Bây giờ đó, chuyện gì cô nói và kính cỡ nào cũng phải lần đó. Đây làm cái chuyện này hồi trước thì mình mới nghe qua luôn á con. Quá trời nghe rồi, hồi nào nhỏ lớn cô nói, giờ cô năm mấy tuổi chứ cô mới nghe là lần thứ nhất luôn, mới nghe đám ma giả. Đám ma giả giờ tiền á, tiền có ai giữ chưa gì đó. Cô có đi đám không? Không, bị cô dọn nhất cô không đi được, là tiền ta đi đám biết như thế thì đi đám chéo cổ ngoài lỗ rồi nè. Đâu chéo ngoài đầu đường này hả con? cái lỗ chỗ thổ bơi á. Ờ đó, người ta biết được vô treo đầu đường ngoài ha. Ờ, đau quá. Ta đi nhóc một tí mấy ngày. Rồi là bật ra cái ngày bữa cuối á. Bữa cuối mới xuất hiện luôn. Nghe rồi đó. Bắt bả dính rồi. Ta dính cái bệnh rồi, ta đem về. Lòng ấy cho người xuống mở. Nghe đám ma luôn á. Rồi xuống mở hòm ra. Trời trời, đó nó làm sao, vợ chồng làm sao ăn nói vậy ha. Giờ bả tạo điều kiện là con giờ bả nói là kiếm đường bả nói là. Bà nói cũng như là nhẹ tội chơi. Bà nói là tại vì đó bà thử chồng bà. Thì cũng trên báo cũng có một số nói là để thử lòng của gia đình, thử lòng chồng con. Bây giờ bà nói bà khai vậy đó, bà nói vậy đó. Nhưng mà cũng một số báo người ta nói là giả chết để trốn nợ. Chết mà. Dạ. Trời ơi, tao bắt về, sống lại. Chính tay công an tay chạy. Ý là giả chết để trốn nợ, ý là giả chết dựng hiện trường giả lên ăn cái sau này cái cô này là trốn đi luôn đó, là không có gì xứ nữa đó. Là nặng cho con nợ người ta, tính là người này chết xong rồi người ta bỏ. Mà nếu mà thật sự không mà khiến con ơi, nó khiến con làm chuyện gì cũng vậy, công an cũng bắt chuyện bắt dính hết trơn mà. Nó khiến sao mà làm vậy, sao mà bả xuất hiện ra, cô cũng không biết luôn. Nó thiệt quá, nó khiến á. Tội nó cũng nặng lắm đó, không có gì giống như lừa đảo. Dạ lừa đảo. Đội là khi mà lừa đảo là còn gì nữa. Dạ thì giống như làm đám, trước nhất làm đám lấy tiền, nhờ lấy tiền. Ví dụ như nhà bả sống mà lừa đảo, bả dụ dỗ người ta, mình không biết, ở đâu không biết. Nhưng mà trước mắt là cái này là có thực tế là bả làm luôn, bả lộn bả lừa đảo luôn đó. Dạ. Bởi vì hôm ngày mấy ngày nay gùm beng hết trơn cái vụ đó. Ví dụ bây giờ cô nói cái vụ mà bả làm, bả sống lừa đảo này, bả bỏ xứ đừng cho ai bắt bả đi. Mà cũng đâu có được. Đã công an phát hiện rồi, biết rồi, cái ma này là ta biết rồi. Không phải đơn giản mình nói là thấy vô cái hộp mà mày lại mày chôn liền, đâu phải dễ. Chắc là báo không? Báo báo có rồi cô. Báo rồi, truyền hình rồi cô coi không? Có không, cô bắt quản gặp mấy. Mà lúc bây giờ ở đời nào không biết. Thì truyền hình với báo mà nó cũng có đăng lên, nói thứ nhất là cái cô này giả chết làm đám ma để thử lòng của chồng. Hai rồi, yeah. Rồi thứ hai là nó giả chết để trốn nợ. Dạ, trốn nợ. Trời con thấy bả hả? Dữ dằn lắm, phải là âm thường như mà. Nhưng mà sao cô nghe nói gì còn có không ta? Nghe ta đồn. Gì hả con? Lên nhà bác nhiều lắm nha. Giống như đánh, giống như có cái vấn đề làm ăn hết cô, rồi giống như đánh lừa người ta. Ví dụ như nó mình chết xong người ta con nợ nó bỏ, nó không nó bỏ mạng rồi. Nước đường cùng rồi. Đường cùng quả chi suy nghĩ về, ví dụ mình có tiền sống rồi cho con mình được cho chồng con mình đi. Mình có chết thì mình cũng có sao. Bả liều mạng, bây giờ bả liều mạng.
Thì tới là cầm chuyện đó vậy. Vậy thì cũng nghe nói là cô này đi, đi cũng nhiều nơi lắm, đi nhiều chỗ. Nhưng mà ở ở xóm mình thì nghe nói là cô đó cũng dân làm ăn mà nó nói chuyện dữ lắm hả cô? Dạ. Tại dính líu ví dụ tiền bạc rồi làm ăn ở ngoài hay gì đó. Nếu mà ở đây vậy thật sự vậy chắc phải nhiều chỗ mà lừa đảo. Có phải là một chỗ đâu, nhiều chỗ đó. Dạ. Chủ cái chuyện tao làm ăn mà ví dụ như con thấy có nghĩa là nó bể ra là nhiều đầu chứ phải một đầu dữ lắm. Không mà công nhân mình nghĩ gan ghê luôn á. Làm nghĩ cái chuyện mà không ai dám nghĩ hả cô? Không à nha. Mà mấy người đó kể là con bắt với bà nói chuyện mạnh dạn, bà không vung mà công gì luôn á. Bình thường á. Mình mà nó mình sợ, mà thấy công an mình sợ nó không có đâu. Chắc cô này cô tính trước hết rồi cô ha. Dạ. À, cũng làm ra một ở sớm ở, tính cái đường này cô ở ngoài đầu đường mà người ta vô gai đường này không phải không? Ờ đường này nhé. Đằng kia. Cầu Gạch Già nó đang bắt đi không được. Dạ. Cái đường xe lộ đi không được đi ngang này. Xe lớn hay nhỏ đâu có đường này không ạ? À? Trời ơi, bữa đó con thấy xe mà bị dính kiếm luôn. Không biết chuyện gì hả cô? Vậy trong cái đường này giờ vô hỏi là ai cũng biết hết trơn. Gùm beng mấy ngày trời. Mấy ông này sẽ thấy mấy người dân này sẽ hay hay quá à. Không lẽ công an nói. Công an nó phát hiện nó nghe cái phòng mình dân họ không biết. Chắc cái nghe nói không phanh này. Trời ơi nó đi. Cái thằng chồng không cho cãi đâu biết chứ không cho cãi. Mấy ông này không biết phải chạy. Đem cuộc sờ beng nó chở sờ beng nè. Có bác sĩ nữa nè. Trong khi là một cãi ra rồi là nếu mà nhúc có sát là cũng là mổ luôn. Dạ nếu có cái xác thì hình như con nghe qua nó là tại ngay cái đợt cái cô này nó là chết ở ở Đồng Tháp gì á là gần chỗ cái chỗ dịch bệnh á cho nên ở đây người ta phải bên bên y tế á, người ta vô ta kiểm tra có phải dịch bệnh hay không. Nếu mà thật sự chết thì người ta vô người ta phun thuốc khử trùng luôn đó. Trời nói hai ba đầu luôn á mà con nghe không nổi đâu. Đó là trước khi bà đi làm ăn á là xe nó tung bả một bụng một thấy không, quay trở lại là một bụng nó cho bả chết luôn á, nó gần lắm nha, là một bụng bả chưa chết, à, khi một bụng nó cô mới nghĩ gì nè, cô nghĩ gì, phải sống nào nữa, tao muốn như vậy, sao lại nghe sao không, đâm bả, đâm chặt mặt bả, banh chặt cái mặt hết, hai vấn đề. Lần đầu hai dự án, nói hai dự án. Thì lần đầu nói là bị xe ha, ừ. Xe phía trước thì bị xe sao bị đâm có nghe để cô mới đang đây là cái tội này nặng nề thôi tính ra ở sớm hôm ngày cũng gùm beng hết trơn đông người ta vô hết con chứ bình thường ở đây người ta đâu biết nhiều. Cô nói cô mình trước khi mình chạy lên chắc mình hồi hộp lắm sợ cũng đuổi chẳng sợ quá. Thì giống như người dân thường của mình á, thì nói chết trong đó mà khi mà cải nắp quan tài ra thì mình cũng hơi sợ sợ cái xác người nó mình cũng hơi sợ sợ thôi. Còn người nhà nếu người ta biết chứ thì người ta cũng hồi hộp nói kiểu này xong rồi kiểu này người ta cải ra thấy không có gì chết nữa. Bữa đó là chắc người ta quay phim chụp hình dữ lắm. Dạ. Rồi để tao ăn nó con. Thì bởi vì giống như có dặn dựng trước hết trơn rồi sắp xếp sẵn hết. Bà thấy thằng chồng tỉnh bơ nha, cái gì giờ lấy xếp vậy, chồng tỉnh bơ, chồng chơi ngắn đây nè. Thôi tính ra vậy là cái chú đó chắc... Không, cô đồ là nó cái mùi thử đó, ý đồ của nó làm là chắc thằng chồng biết, thằng chồng biết. Nếu ví dụ mà có chết mất chỗ nào thì cũng phải đem về nhà để liệm hay con chứ đâu phải là làm. Cái này thì cô cũng nghĩ là để cho anh chồng tạo điều kiện để cho anh chồng nhà làm đám ma giả. Con nhà nó đã chết rồi không? Tặng bà bảy một tuổi kia, thần mợ bắt hiếm người ta. Bà bỏ xíu,
bà quả thiếu một thời gian thôi, nhưng mà không ngờ con A nó dính lại đó. Bà dính là kéo về đó. Dạ. Chuyện động trời luôn thiệt. Bà dữ thiệt chứ. Cô nói cô mang là bắt nhau không phải là mang là bình thường. Dạ. Bởi vì người ta là chuyện là mang người ta giấu kín lắm. Người ta vợ bể. Bởi ra chuyện đúng là mình không nghĩ luôn hết con. Tự làm đám ma cho mình vậy nha trời ơi. Trời ơi trời. Bữa nay cô đi hút thuốc đây hả? Gồm ra chả. Đám ma giả, đám ma giả. Như người như người bị hồi lâu vô. Ngay chỗ mình hả? Ở gần mình đây hả? Mà lúc đầu nó ví dụ như nói chết vậy cô tin không? Hả? Lúc đầu nó chết vậy cô, nó chết vậy cô, mình đã sớm thì mình tin không? Hả? Làm kiểu này rồi. Rồi bây giờ là cái phần tiền đi ta đi đó thì công an giữ hết. Ở đồ trong nhà chắc cũng hết rồi. Quá trời rồi. Rồi mà hết hai chồng đi đó. Bây giờ sao rồi, sao rồi. Chắc lấy hai thôi chắc là. Chắc ở tù quá. Dạ, cái đó chắc công an nó còn điều tra nữa. Coi nguyên nhân sao mà lại... Dạ. Dạ, điều tra cho bác có thiệt tình đó ạ. Ví dụ có thiệt không? Có thiệt đó. Ngôn gì đó thiệt, ở tù cho lâu năm. Dư cho bác đó, bác thử chồng bác ở đó. Không, quan trọng, ví dụ như còn những cái người mà, ví dụ như là... Thật sự nếu có thiếu nợ, những cái chủ nợ người ta... ta ra ta làm chứng thì nó sẽ khác nữa, cái vấn đề nó khác nữa. Dạ. Thì bắt quá giờ thiếu nợ thì bắt sang, bắt cái nợ của bà sang đó. Thằng bà trả là ta, có gì đâu. Bà thiếu nợ thì dân ở đâu, xa xa, ở đây đâu. Chắc làm ăn lớn rồi, làm ăn những chỗ lớn ở xa. Đây là gì có, ở xa. Đủ xa rồi đó. Lập nghiệp thì làm ăn rồi đó. Ở đây cô buôn bán gì không? Có làm gì không cô? Buôn bán gì có làm gì thêm không? Cô hả? Dạ. Trời ơi, cô hồi đó có nhà ở đây lâu, hồi đó cô bán quá không đó, không bỏ tiền đó. Cái cô đi vào giết việc nhà, giết chợ, bán chịu quá, bán mấy tiền được. Bây giờ mấy triệu bạc không trả, cái hồi đó bán bia quá nhậu á. Cái cô nói thấy gì đi mà ở đợi cho người ta. Rồi giờ cái giò nhất đâu, phần năm giờ là cô không bận được nhà, nằm nhà đó. Vô đây em thấy ta trồng mía nè, dừa nhiều quá trời, rất thích phong. Cái đó mía là cô trồng dừa còn nhỏ xíu à. Người ta ở đây ta trồng dừa với mía đó. Dạ. Ủa quê con ở đâu vậy? Con bên Hậu Giang. Dạ, dạ. Con đi bán gì vậy? Con nghe cái tin đó là nghe nó thật hư, sao đi qua đi thử, nghe thử dạ. Rồi sao nó thật hay không. Có đi bữa nay hả? Dạ. Dạ, trời bữa nay mấy ngày ta? Ba ngày hả con? Ba ngày hay gì rồi? Dạ. Ba nghe nói 31 tây. Cô thấy đúng rồi, mía mở cửa mã không? Làm giống như. Cô thấy rõ ràng luôn á. Bà thấy chở cái hòm á, cái phần ba gác, cái xe ba gác đó nha. Để cái hòm à, cái hộp cái xe trọng. Để hòm đó bông chất một hàng trên nó chơi vậy nè. Là có một thằng, cái thằng gia thùng cỡ thôi. Nhưng mà không thấy là người thân là không thấy rồi. Rồi không biết có đi trước không mình không biết. Đó là của cô để đi vượt hết. Nhìn ra đây chạy vô đây cô thấy hả? Đó đi nghe chở đi đó, chở đi đó, chở. Vì người ta đổ, trời ơi, dở quá mà cô ơi chết. Các cũng làm biết ma đi xe, các cũng đi yên xe chứ. Mà không có đồ chị gì hết. Chị hai ba bữa phát hiện thôi. Hai bữa phát hiện, không ai phát hiện. không tin nổi. Cấp cho cái nhà nhỏ gái, nhỏ gái ra đây trên cái cầu lên đụng nó cái nhập từ cho bá rồi đó. Rồi cái nhỏ gái nó khóc con cái nhà. Gì hả con? Cái cô không có ở, rồi cái cô không có đàng hoàng á. Đợt này như con cái đụng lại ảnh hưởng luôn. Ừ. Như con ghi cái ổng mà cô bả là con nhỏ gái đó đó, nhỏ đầu cầu lên đó. Dạ. Con ghi nó ổng đó. Cô bả đó, mà bả ở với anh mày là hai ba đứa vậy đó. Chứ là phải chờ chồng vụ chắc đó. Dạ. Mà ổng là hồi đó ông làm trước thì ông, con biết ông làm gì không? Công an á.
công an huyện bả đó. Gì hả con? Ủa, không đâu, công an huyện không ở đây đâu ạ. Tại sao được ổng mới hưu? Không phải hưu. Vợ ổng bỏ vợ, ổng mới ở con này nè, cho nên vợ chia tay rồi nhà nước cho ổng nghỉ rồi nghỉ luôn chứ không phải đây hưu. Gì hưu, hưu sớm á. Ừ, hưu sớm. Cái hồi đó làm công an, công an huyện bả tỉnh bả đó. Cô biết hả, là công an bánh hả, con tò bánh hả, đi hoài bánh hả, gần không á. Ổng là Giang, mà thằng Giang, Giang con bạn ghét đó. Trung thằng Mầm rồi đó. Hồi nay con xuống đây cũng biết được rồi, cái vụ mà đám tang giả là có thiệt. Giả, giả, giả hay thiệt, giả hay thiệt sợ. Nhờ công an phát hiện thôi, mình ở ở ở sớm mình nghĩ là thiệt con hả con? Đi đi đám quá trời luôn hả? Trời ơi, sao qua mặt được công an được, mình sợ. Có chiếc xe mà chạy không có màu đó, không có màu đó không biết, ngồi mấy thứ này sao cũng biết. Dạ. Nổi cái mẹ mà kêu cái hộ mà kêu bốn người sao cũng biết cái xuất hiện ra cái gì đó. Bốn người kêu, đi xuống bốn người. Người ta không có người ta mất cái làn da đi không, nặng nề lắm đó. Cái mẹ đó. Nặng lắm, có 10 người mà 8 người kia đó. Rồi, ví dụ như con đi, con kêu đi chôn. Con gãi tiền, con kêu nổi mình sợ. Được cái này giỡn mặt hay vậy. Cái này có 4 người kia nữa. Thôi đúng rồi, chuyện chuyện không không ai không ai nghĩ ra dám lại có thiệt bây giờ. Dạ chết. Rồi cảm ơn cô nha. Em đó cái điện thoại mình nè, lên búp á, lên có hết trơn luôn á, lên hết trơn vô tiếng điện thoại gì lên nó là quá trời. Cô thì bởi vì cũng có người nói là cái cụ Lão Dung cô ở đây nè, đây là cụ Lão Dung hả con, là cái, bây giờ không cần phải làm đây bao nữa, cái tình trạng cái cô này giờ nổi lên làm cụ Lão Dung nổi nổi luôn rồi, không có chìm ngập nữa. Nổi lên nổi lên rồi. Càng ngày càng nổi, mà nó nổi cái vụ án, mà cái vụ án là lừa đảo cũng nổi luôn, nổi người ghê. Thôi giờ con coi đi, giờ giải vụ giờ nổi lắm á. Dạ, nghe nói của Lão Dung là biết rồi, tại đợt này cái vụ này nó còn nổi hơn, hồi trước giờ chưa ai dám làm cái vụ đó. Hồi đó giờ, cô thấy thành phố có không? Cái gì? Vụ nó giải là chưa có nha. Dạ. Lừa đảo vụ người ta là có, ha, vụ nó dốc láo á, đâm chém thì có, còn cái vụ mà làm nó ma giả thì cô không thấy luôn á, có luôn á. Nói thì giờ như chấp nhận làm, giờ phải đối mặt với sự thật thôi cô chứ sao nữa giờ. Ủa, con có đi tới khúc nhà đó hả? Con chạy qua cái cầu mà không được, con quay trở lại rồi. Cầu nào? Đi đi con, cái cầu đang sửa đó con. Cô đi tới cầu chở luôn hả? Dạ, vậy đi hút rồi hả cô? Chắc hút rồi hả? Hút rồi, nó nhảy dưới đây nè. Vì ngay chỗ cái cua đó ha, chỗ cái cua đông đông đông. Có cái miếu á. Dạ đông đông ha. Con thấy cái miếu không? Cái nhà mà nó có cái to á, con trà bá nó bán bó chổi rồi đó, nó bán nước luôn đó. Dạ. Có cái bánh hòa đi xuống dưới đó. Có đó, có thì, con thấy. Xéo xéo đó đó. Dạ. Nó cặp với bệnh viện á. Đó. Cái hồn á, cái hồn để bên ở làm sao? Chứ không lấy trong nhà hả con? Vợ con nhất cũng không có đi đám ma được. Ờ, cử hay không? Cử đám nữa ha. Ừ, cử. Tôi cũng đi gồ đám ma nào. Từ chối vậy. Đám ma, đám vợ, đám cứ đám đọc đi. Còn nói cho cái đám này không có đi được. Vì mới nhất cái vợ này không có đi được. Rồi chờ người ta gì hỏi người ta. Hay à, động trời luôn. Quá trời. Hồi đó đám hết nhà cô chơi nè. Vậy cũng biết, cô cũng biết gành gì cô đó ha. Cũng biết hả? Dạ. Đó, bà đó như thôi, cái bà có nói gì kia. Có đi cái mặt phố là chỗ nào đóng gánh. Mình làm ăn lớn đi nhiều nơi hả cô? Có cô, đó. Cô Tiến đó. Làm ăn, chuyện làm ăn, tao kính đá. Vậy ai giấu, ai giấu, con gửi con cái ai nói. Giấu. Con nhiều khi vô mẹ nói bậy bạ sao. Tụi làm chuyện làm kính mẹ nói bậy bạ đâu có được.
phát hiện thì bị bắt chết à, dở mà. Dạ. Giờ đùng cái vỏ lẽ ăn cái thôi tùm lum hết trơn chuyện. Giờ ta đã mà khi mà chuyện ta làm ăn là có nghĩa mình nói là bể ra rồi, là có nhiều chỗ, có nhiều đầu, không phải một đầu. Dạ. Ở xa biết được đâu tiền, tiền như thiếu nợ biết được đâu tiền. Thì bây giờ giống như chỉ là đợi con, ví dụ mấy chủ nợ ta lại ta ấy mới biết này, coi chứ công an khó mà tìm. Chỉ là cái người nó cho ở sớm áp của huyện này sẽ biết được tiền, còn như bả ở đây phải đi cấp xứ ở xa ta bật mắt bả rồi biết được đâu kiếm bả. Mà bây giờ lên trên cái vụ này chắc người ta biết ta tìm đến tới chỗ rồi luôn. Tại nó như bà bả đi chỗ nào ta chỗ nào cũng quên và không ai tìm bả được, người ta kéo ngay nhà cho là cái giờ cãi hồn lên là kéo bao giờ hay luôn đó. Mày công an giỏi hả con? Ai cũng hồi hộp, ví dụ như thật sự cái xác trong đó thì ai cũng sợ. Quỷ sò be này, rồi có bác sĩ nữa nè. Rồi công an đi gặp chặt rồi cái xe công an mà cái xe mà đi bắt xe đó bỏ lên đó cho công an giao thông đó cho bự đó tôi nói rồi tội chứ cho bắt xác bỏ đây tính cũng xui hả gì ngay cái đợt mùa cái đợt dịch bệnh này á, bởi bên chỗ huyện á, y tế huyện nó vô nó kiểm tra đã nó phun thuốc. Ừ, nghe đợt nữa nè, vô nữa nè. Dạ. Sao vụ đó sao hết rồi không ông quậy? Dạ, bệnh. Cái thằng Lan quậy kìa. Khó kiểm soát quá trời rồi. Để có thuốc tiêm ngừa sao chứ giờ. Thôi, cũng cảm ơn cô ha. Rồi, bây giờ cũng dạ. Dạ. Hai cô cháu giờ nói chuyện bây giờ.